Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 40 trong quyển vở bài tập toán 4, bộ sách Cánh Diều. Đó là bài chia cho số có hai chữ số. Bài tập số 1 yêu cầu các em tính, ta có phép chia 93 chia cho 31. Để tính được thì các em sẽ cùng cô chúng ta sẽ nhẩm một chút, chúng ta sẽ đi làm tròn một chút. 90 thì các em sẽ 93 thì các em sẽ làm tròn xuống thành 90. Được không? 31 thì các em làm tròn bằng 30. Như vậy chúng ta sẽ nhẩm là lấy 90 chia cho 30. 90 chia cho 30 thì bằng 3. Đấy, bằng 3. Và ta nhân lên, ta có 3 nhân với 31 thì đúng bằng 93. 3 nhân 1 bằng 3 này. 3 nhân 3 bằng 9 này. Như vậy lấy 93 trừ đi 93 thì bằng 0. Như thế là chúng ta được đúng kết quả bằng 3 luôn. Đúng không nào? Tiếp theo, chuyển sang phép tính tiếp theo là 83 chia 40. 83 thì cô làm tròn là gần bằng 80. Gần bằng 80. Như vậy, cô lấy 80, cô chia cho 40 thì bằng 2. Cô nhân lên 2 nhân với 40 thì bằng 80. Lấy 83 trừ đi 80 thì số dư bằng 3. Vậy kết quả của phép chia này bằng 2 dư 3. Tiếp theo là 63 chia cho 28. Các em chưa biết kết quả bằng bao nhiêu thì các em cứ đi làm tròn thôi. 63 thì các em làm tròn xuống là khoảng bằng 60 đi. Bằng 60. 28 các em làm tròn thì khoảng là bằng 30. Như vậy số này là gần bằng 30. Cái này gần bằng 60. Thì các em lấy 60 chia cho 30 thì bằng 2. Viết 2 ở đây. Bây giờ các em mới nhân lên. 2 x 8 bằng 16. Viết 6 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 nữa bằng 5. Đến đây các bạn mới lấy 63, các em trừ đi 56 thì được 7. Vậy chúng ta có kết quả của phép chia này là bằng 2 dư 7. Tiếp tục, cô chuyển sang phép chia 89 chia cho 29. 89 thì các em sẽ làm tròn khoảng bằng bao nhiêu? Gần bằng 90 đúng không? Số này làm tròn gần bằng 90. Số này thì các em làm tròn gần bằng 30. Như vậy lấy 90 mà các em chia cho 30. 90 chia cho 30 thì bằng được 3 lần này. Vậy giờ chúng ta nhân lên. 3 x 9 bằng 27. Viết 7 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6 nhớ 2 nữa bằng 8. Vậy các em lấy 89 trừ đi 87 thì còn 2. Kết quả của phép chia ở đây là bằng 3 dư 2. Tương tự, ta chuyển sang các cái phép chia tiếp theo. Bài tập số 2 thì các em sẽ đặt phép tính giống như bài tập số 1 đấy để các em làm. Phép chia đầu tiên là 84, các em đi chia 21. Cô có 84 thì cô làm tròn gần bằng 80 này. 21 cô làm tròn gần bằng 20. Như vậy cô lấy 80 chia cho 20 thì được 4 lần. Sau đó cô nhân lên 4 x 1 bằng 4 và 4 x 2 bằng 8. Nhân lên thì đúng bằng 84. Vậy đến đây cô lấy 84 trừ đi 84 thì bằng 0. Kết quả của phép chia bằng 4 và phép chia này là phép chia hết, không có dư. Tương tự, các em có phép chia 64, các em chia cho 32. Sáu mươi bốn thì cô làm tròn gần bằng 60. 32 làm tròn là gần bằng 30. Như vậy lấy 60 chia 30 thì được 2 lần. Nhân lên này, 2 x 2 bằng 4 này, 2 x 3 bằng 6 này. Các em lấy 64 trừ đi 64 thì bằng 0. Vậy kết quả của phép chia 64 chia cho 32 thì bằng 2. Và phép chia này là phép chia hết, không có dư. Chuyển tiếp sang phép chia tiếp theo, cô có 77, cô chia 18.
Cô làm tròn 77 thì làm tròn thành 80. 18 cô làm tròn lên thành 20. Như vậy cô lấy 80 cô chia 20 thì bằng 4. Nhân lên 4 x 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3. 4 x 1 bằng 4, nhớ 3 nữa bằng 7. Vậy cô lấy 77 trừ đi 72 thì bằng 5. Kết quả của phép chia này bằng 4 dư 5. Cô chuyển sang bài tiếp theo. Bài tiếp theo, ý tiếp theo ở đây là 79 chia cho 36. Bảy mươi chín cô làm tròn thì gần bằng 80. 36 cô làm tròn gần bằng 40. Như vậy cô sẽ lấy 80 chia cho 40 được 2 lần. Bây giờ cô nhân lên 2 x 6 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 3 6 nhớ 1 bằng 7. Cô lấy 79 trừ đi 72. 9 trừ đi 2 bằng 7. Đấy, 7 trừ 7 bằng 0. Như vậy kết quả của phép chia này là bằng 2 dư 7. Tương tự, ta có phép chia 41, cô chia cho 17. Cô có 41 thì cô nhẩm bằng làm tròn bằng 40 này. 17 thì làm tròn thành 20, như vậy lấy 40 chia cho 20 thì bằng 2. 2 nhân với 17 thì bằng 34. Kem lấy 41 trừ đi 34 thì được số dư bằng 7. Vậy kết quả của phép chia 41 chia 17 thì bằng 2 dư 7. Chuyển sang phép chia tiếp theo là 89 kem chia cho 27. Tám mươi chín thì cô làm tròn gần bằng 90 nhé. 27 thì làm tròn gần bằng 30, có phải không? Như vậy các em sẽ lấy 90 nhẩm là lấy 90 chia 30 thì bằng 3. Viết 3 vào đây. Nhân lên 3 x 9 bằng 3 x với 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, nhớ 2 nữa bằng 8. Vậy các em lấy 89, các em trừ đi 81 thì được số dư là bằng 8. Như thế chúng ta có phép chia 89 chia cho 27 bằng 3 dư 8. Sang phép chia tiếp theo là 94 chia cho 30. 94 cô làm tròn thành 90. Vậy cô lấy 90 chia cho 30 thì bằng 3. Nhân lên 3 x 0 bằng 0, 3 x 9 bằng 9. Như vậy lấy 3 x với 30 bằng 90. Kem lấy 94 trừ đi 90 thì được số dư bằng 4. Vậy kết quả của phép chia 94 chia cho 30 thì bằng 3 dư 4. Sang ý cuối cùng ở đây là 59 kem đi chia cho 19. Thì các em cũng làm tròn nhẩm theo cái cách làm tròn của cô. 59 thì các em nhẩm gần bằng 60, phải không? 19 này các em nhẩm gần bằng 20. Vậy ta lấy 60 trừ đi 2, chia cho 20 thì bằng 3 lần, viết 3 vào đây. Nhân lên này, 3 x 9 bằng 27, viết 7 nhớ 2 này. 3 x 1 bằng 3, nhớ 2 nữa bằng 5 này. Các em lấy 59 trừ đi 57 thì được số dư là bằng 2. Vậy kết quả của phép chia 59 chia cho 19 bằng 3 dư 2. Chuyển tiếp sang bài tập số 3. Ta có bài tập số 3 như sau. Một nhóm vận động viên leo núi mỗi ngày đi được 13 km. Hỏi để di chuyển quãng đường dài 39 km, các vận động viên phải đi trong bao nhiêu ngày? Muốn biết các vận động viên đi trong bao nhiêu ngày, kem lấy cái quãng đường 39 km này.
kem chia cho quãng đường đi được trong một ngày, tức là chúng ta sẽ lấy 39 kem chia cho 13. Vậy ta giải bài này như sau. Các vận động viên đi trong số ngày là 39 kem chia cho 13. Như vậy các vận động viên này sẽ đi trong 3 ngày. Đáp số là 3 ngày. Chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Ta có bài tập số 4 như sau. Người ta đóng gói 78 cái bánh vào các hộp. Mỗi hộp có 16 cái bánh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu hộp bánh để đóng hết số bánh trên. Vậy ở đây, trước tiên Kem sẽ làm phép chia. Kem lấy 78, Kem chia cho 16. Thì chúng ta được kết quả bằng thương là 4 và dư 14. Như vậy, khi đóng 78 cái bánh vào các hộp mà mỗi hộp có 16 cái bánh thì các em sẽ được là 4 hộp bánh nguyên và chúng ta dư ra 14 cái bánh. Vậy 14 cái bánh đấy thì các em sẽ cần thêm một hộp để chúng ta đóng nốt 14 cái bánh còn lại. Như vậy, số hộp ít nhất để chúng ta gì? Chúng ta đóng hết toàn bộ 78 cái bánh sẽ là 4 cộng 1 là bằng 5 hộp. Vậy ta có như sau. Có này. Phép chia 78 chia cho 16 bằng 4 dư 14. Vậy khi đóng 78 cái bánh vào các hộp. Khi đóng 78 cái bánh vào các hộp. Được 4 hộp nguyên. Dư 14 cái bánh. Dư là 14 cái bánh. Vì nó dư ra 14 cái bánh nên là để đóng hết toàn bộ thì 14 cái bánh này sẽ cần thêm một hộp để đóng 14 cái bánh này, đúng không nào? Vậy số hộp cần để đóng hết số 78 cái bánh là. Vậy số hộp để đóng hết cần để đóng hết 78 cái bánh Kem sẽ lấy 4 hộp này. Kem cộng thêm 1 hộp để chúng ta đóng số bánh còn dư đấy. Thì chúng ta sẽ cần đến 5 hộp. Trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được tất cả các bài tập của bài 40 trong vở bài tập toán lớp 4 bộ sách cánh diều.
Để tiếp tục đón xem rất nhiều các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.